Vâng, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tokyo Go. Thì như ở trong video lần trước thì mình đã chia sẻ các bạn đến một bộ micro rồi. Thì cũng là cái bộ micro hiện tại mình đang dùng đây. Đó chính là chiếc Shinko G1A1. Thì ngày hôm nay mình sẽ có một sản phẩm khác đến từ Shinko. Đó chính là chiếc G2A2. Thì chiếc G2A2 này có gì khác so với chiếc G2A1 thì trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đây thì về phần thiết kế ngoài hộp thì thực ra nó giống với chiếc Shinko G1A1 thôi, nó cũng không có gì khác cả. Chỉ có một cái khác ấy là chiếc G22 này là phiên bản mà có một bộ thu và cũng như là hai cái mic. Đó, thì như anh em nhìn thấy ngoài hộp thì chúng ta có một bộ thu và hai cái mic. Đó, thấy chưa? Đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho anh em xem là có cái gì. Mình xin phép nhất là không quay chán được đâu đấy, cho nên là các ông chịu khó xem video của tôi, mặt tôi hơi nhiều một tí. Thì thực ra về cái kết cấu ấy thì nó giống với cái bộ G1A1 thôi, nó cũng không có gì khác cả, nó vẫn có những cái bộ phụ kiện để bên trên và mic ở bên dưới. Thì mình sẽ nói nhanh qua về bộ phụ kiện. Thì bộ phụ kiện thì nó vẫn sẽ có những cái thứ giống như cái chiếc G1A1 mình đã giới thiệu, thì chúng ta vẫn có những cái bộ mic rời, vẫn có dây kết nối giữa máy ảnh và mic rời đây, một dây kết nối giữa mic và máy ảnh, cũng như là một những cái bông lọc. Thì tất nhiên là nó hai mic, thế nên là những cái thứ này thì nó sẽ gấp đôi, nó sẽ có nhiều hơn. Còn lại về những cái phụ kiện khác thì nó sẽ không có gì cả. Đó, thì mình sẽ không nói quá nhiều về những cái bộ phụ kiện của chiếc G2A2 này nữa, tại vì là nó cũng chả có gì khác quá là nhiều so với G1A1. Mình sẽ chủ yếu nói đến cái phần của con G2A2 này thôi, đó chính là cái bộ mic và bộ thu. Thì cái điểm đầu tiên mà khi các bạn nhìn thấy chiếc đây, mình sẽ cho các bạn nhìn này, nó sáng sáng lên một tí. Đây chính là cái transistor của chiếc G2A2. Thì cái G2A2 này thì nó sẽ có một cái màn hình. Đây, một cái màn hình nó kiểu cũng đơn sắc thôi, nó cũng không có nhiều màu. Tuy nhiên thì nó đủ để hiện cho các bạn về thời lượng pin này, về mic đang kết nối hay là được ngắt này, và cái sóng âm nó được hiện ở trên này. Đấy, các bạn nhìn thấy, đây chính là cái phần mic của chúng ta. Đây là một bộ thu. Ở bên trên này thì nó vẫn giống như những cái mic G1A1 thôi, đó chính là nó vẫn có một cái đầu thu này, nó vẫn có cái sạc ở tai C, vẫn có một đầu cả mic riêng, nút nguồn, các nút tăng giảm và nút chế độ thì nó sẽ ở bên cạnh này. Đây, mình sẽ cho các bạn xem vào. Đó, thấy chưa? Nó cũng không có gì khác biệt cả. Đó. Và đây chính là cái mic mà mình đã gắn bông lên. Thì thực ra là bộ này là trong video trước các bạn đã được xem đấy, là mình cũng đã đeo và mình đã sử dụng rồi. Thì hôm nay mình mới có cơ hội để giới thiệu cho các bạn. Thì như các bạn nhìn thấy là trên chiếc G22 này là nó như vậy. Đó. Thì cái chất lượng về âm thanh hay như thế nào đấy thì các bạn có thể tua lại ở video trước, tại vì là mình cũng không biết được rằng là cái bộ G2A2 này nó có kết nối với điện thoại không, tại vì nó không có cáp. Tuy nhiên thì tí mình sẽ thử cho các bạn xem. Còn đây sẽ chính là cái bộ receiver. Bộ receiver này thì nó vẫn có những cái chức năng giống như cái chiếc receiver kia thôi. Tuy nhiên thì ở bên này chúng ta sẽ có hai cái mức, hai cái nút gain, hai cái mức tăng âm ở dành cho hai mic. Có nghĩa là mic ở đây nó ghi là mic A và mic B. Thì không biết là mọi người có nhìn thấy không. Đó, đây là mic A và mic B. Vậy thôi. Và ở đằng trước thì chúng ta có một cái màn hình, thì mình sẽ mở lên. Đó. Bởi vì là nó có hai cái mic thu ấy, thế nên là cái mic này nó sẽ có hai cái chế độ là mono stereo, thì các bạn có thể tùy chọn là đang bật mono hay là stereo. Đó. Thì khi mà mình kết nối này thì ở trên này nó đã hiện là hai cái link. Thì mình sẽ nói thử nhá, nó sẽ nhảy sóng âm này. Alo 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 1 2 4, alo 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 alo. Đó, các bạn nhìn thấy không? Là nó sẽ hiện cái sóng âm ở trên cái mic, cũng như là cái phần châm pin nó đang báo ở đây. Thì như các bạn nhìn thấy này. Đó, phần châm pin nó báo ở góc góc này. Đó. Thì cái này nó có thể cho phép các bạn chỉnh cái mức độ gain ở đây luôn. Đây, mình nhìn. Không, các bạn có nhìn rõ không? Đây, đợi mình tí. Mình có cơn nó vào đã. Rất là do mình quay cam máy thế nên là nó hơi bị... Đó, các bạn nhìn thấy nó nhảy số không? Đó, nó nhảy số đấy. Đấy, và mình đang chuyển sang chế độ stereo hoặc mono này. Đó. Vậy thôi, thực ra thì về cái chất liệu, về cái... thiết kế cũng như là về cái những cái tính năng ấy thì nó giống với chiếc G1A1, nó cũng không có gì khác cả. Chỉ có điều nó khác ấy, là nó sẽ sử dụng hai bộ mic, cũng như là nó có cái màn hình lên trên, thì các bạn sẽ theo dõi về cái thông tin của nó sẽ dễ hơn. Chứ còn nó cũng không có gì khác biệt quá nhiều cả. Thì bây giờ mình sẽ xin phép anh em là mình sẽ thử xem là cái mic này khi mà mình có kết nối với điện thoại không nhá. Ok, thì đây là những cái âm thanh mà các bạn đang được nghe ở trên cái chiếc mic G2A2. Thì mình cũng đã kết nối với điện thoại, mình nghĩ là nó cũng kết nối được. Chỉ là trong cái bộ này thì nó không tặng kèm cho chúng ta cái cáp kết nối giống như trên chiếc G1A1 mà thôi. Chứ còn G2A2 cũng có thể kết nối. Thì mình thấy khá là tiện. Ví dụ như mình đã có một bộ rồi, mình mua thêm thì
cái việc mà mình sử dụng chung phụ kiện với nhau nó cũng khá là dễ. Thì không biết là chất âm các bạn nghe qua cái này nó như thế nào. Lần trước là mình quay qua điện thoại máy ảnh thì âm không biết nó có khác không. Tuy nhiên hôm nay mình có quay bằng điện thoại, tuy nhiên thì mình vẫn sử dụng mic thì mình nghĩ rằng là nó sẽ có một cái chất âm gì đấy nó tốt hơn. Thì mình cũng cố gắng là mình sử dụng bộ mic này để mình quay ở nhà. Như hôm qua mình có quay, mình quay bằng mic điện thoại rồi thì âm thanh nó hơi lủng củng một tí thì mong em thông cảm. Thì hôm nay mình đã cố gắng là lấy cái mic này về, cũng vượt qua bao nhiêu cái chốt để có thể là đi lấy cái mic này về cho anh em, để anh em có thể trải nghiệm một chất âm tốt hơn. Thì đó, thì hôm nay mình cũng chỉ giới thiệu nhanh đến các bạn cái chiếc Micro, chiếc G2A2, một sản phẩm gọi là cùng dòng với cả G1A1 hoặc là nâng cấp hơn một chút so với chiếc G1A1 là nó có hai mic cũng như có màn hình. Thì về chất lượng âm thanh hay như thế nào đấy thì mình sẽ xin phép là gửi anh em ở trong một cái video riêng, mình sẽ test âm thanh. Chứ còn video ngày hôm nay mình sẽ chỉ giới thiệu nhanh cho anh em về chiếc Micro thôi. Đó, thì cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này của Tokyo Go. Thì anh em đừng quên để lại cho mình một like, một share nhé, cũng như là đừng quên subscribe cho bọn mình để bọn mình đạt được 100 cái sub sớm hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.